đã rõ chấn thương của Hoàng Đức sau pha vào bóng giận người Câu lạc bộ Viettel đã có thắng lợi đầu tiên tại V-League 2023 khi đánh bại Công an Hà Nội FC 21 ở vòng 3, qua đó vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, niềm vui của đội bóng áo lính vơi đi phần nào với chấn thương của ngôi sao số 1 Nguyễn Hoàng Đức, đối diện tổn thất lớn về nhân sự. Phút 53 của trận đấu, Hoàng Đức bị đau sau pha phạm lỗi giận người đến từ Hoàng Văn Toản bên phía đội chủ nhà Công an Hà Nội. Pha quay chậm cho thấy cầu thủ này đã vào bóng bằng gầm giày rất nguy hiểm vào phần ống đồng của Hoàng Đức, khiến tiền vệ đội tuyển Việt Nam nằm sân đau đớn văn toản sau đó phải nhận thẻ vàng từ trọng tài nguyễn viết duẩn trong khi đó hoàng đức không thể tiếp tục thi đấu phải buộc rời sân trên băng cáng hết trận Hoàng Đức cần đồng đội cõng rời sân và được câu lạc bộ Việt theo đưa đi chụp phim ở bệnh viện Việt Đức. Rất may thông tin sau đó giúp người hâm mộ thở phào. Hoàng Đức được chẩn đoán chỉ đau phần mềm không bị tổn thương dây chằng, không dạn xương. Tuy nhiên nhiều khả năng Hoàng Đức không thể thi đấu ngay trận vòng 4 V-League 2023 khi câu lạc bộ Việt theo gặp Nam Định vào ngày 19 tháng 2. Huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh có thể sẽ để tiền vệ sinh năm 98 nghỉ ngơi để hồi phục hoàn toàn. Trước đó, chiến lược gia này hết sức lo lắng khi chứng kiến học trò bị phạm lỗi thô bạo. Được biết chấn thương của Hoàng Đức không nặng nên việc cầu thủ được triệu tập vào đội tuyển Việt Nam thời gian FIFA Days từ 20 đến 27 tháng 3 là gần như chắc chắn. Đây sẽ là đợt tập trung đầu tiên của những chiến binh sao vàng dưới thời tân huấn luyện viên trưởng. Ở trận thắng công an Hà Nội, Hoàng Đức chính là người có pha kiến tạo để bùi tiến dũng đánh đầu, mở tỷ số cho Việt theo. Tiền vệ 25 tuổi được xem là ngôi sao chơi ổn định nhất của đội tuyển Việt Nam thời gian qua.